17, 18 tuổi, nhưng thực ra cô ấy làm 26 tuổi rồi, có chồng có con rồi. Thấy nói chuyện bạo mồm lắm. Đâm ra là tôi cứ thấy đỏ, tôi tưởng chín rồi. Chắc là con này bạo mồm này thì chắc tí cũng mình sẽ bối tí đây. Em cũng lúc bây giờ em có vợ rồi, hai con rồi. Thực ra thì chắc là duyên nợ hay sao thì cô này cũng mới ly hôn mà em thì cũng mới hợp tác tình cảm dần thôi. Sau đó tôi cứ gọi cô làm để ủng hộ cho cô ấy. Nhận là con nuôi xong rồi dần dần mới thân dần lên. Chứ không phải là dễ dàng với cô đâu. Đánh giấm là nói theo tiếng bạn. cứ can em ngủ mà đánh đó chị ơi. Vui tính quá à. Dạ. Chắc hôm nay sẽ đem đến nhiều câu chuyện vui lắm đây nè, phải không anh? Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thận và chào khán giả xem đài. Tôi là Nguyễn Văn Hưng, sinh sống tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề buôn bán tự do. Năm nay tôi cách đây 10 năm thì tôi 39 tuổi rồi. Năm nay mới 49 à, đúng không? Rồi mời em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và em chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Nhất, em 29 tuổi, em quê quán ở Bình Định nhưng mà hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em có một cái tiệm nail mini và buôn bán online ở nhà. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. 29? 29 dạ. Anh Hưng 49. Ôi đã đề tính Nhất nữa, ôi Nhất anh Hưng rồi. Nhưng mà nè, sao mà anh lại gặp cô bé này? Và tại sao cái tình duyên hai người đến với nhau trong một cái tuổi mà nó chênh lệch như vậy? Chắc là do là duyên nợ là nhiều. Thực ra thì buổi đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau ấy, thì không ấn tượng với nhau nhiều mà thậm chí còn sốc và ghét nhau. Sốc và ghét nhau? Gặp trong hoàn cảnh nào? Lúc đó anh đi làm nail hả? Không, tôi vào cô ấy ở quê vào Sài Gòn, cô ấy học việc thì cô có đi làm ở tiệm gội đầu cho người bà con. Thì hôm đó là lần đầu tiên tôi cũng đi vào tiệm gội đầu, thì tôi vào tôi cắt tóc ở trong đó. Thì là hôm đó thì cũng đông thợ đó, cả nam cả nữ cũng có. Thực ra thì ngày đầu gặp cô này thì cô nhỏ lắm, có 36kg thôi. Mà tôi cứ đoán chỉ 17, 18 tuổi nhưng thực ra cô ấy làm 26 tuổi rồi. Có chồng, có con rồi. Thấy nói chuyện bạo mồm lắm. Đâm ra là tôi cứ thấy đỏ, tôi tưởng 9 tuổi. Chắc là cô này bạo mồm này thì chắc tí cũng mình sẽ bối tí đây. Nhưng mà cái lúc mà khi mà em gặp bạn này á, là bạn này đã có chồng rồi. Đúng rồi. Chỉ, còn em thì cô... sao? Em cũng lúc bây giờ em có vợ rồi, hai con rồi. Thực ra thì chắc là duyên nợ hay sao thì cô này cũng mới ly hôn và em thì cũng mới đang trong trên đà bờ vực hạnh phúc gia đình là tan vỡ. Đâm ra là vô tình gặp nhau. Còn em thì sao, khi mà gặp anh thì sao? Lúc mà em gặp anh này thì em cũng ghét lắm, tại vì anh này vào tiệm là giống như cái thái độ như là đang dò xét, đang soi mói vậy đó. Nhìn cái ánh mắt rất là tìm hiểu ấy chị. Tìm hiểu kiểu như là dê dê vậy đó. Hôm đầu làm ấy, tại vì do tôi dê cô ấy. Hay là cô ấy bảo là thôi thế thì chú mà cứ dê con thế này thì thôi con không làm đâu. Thay nhân viên khác. Chúng tôi cũng lại đuổi cô ra bởi vì tôi dê cô mà cô không cho dê. Nên ra mới đổi thì từ lần sau đi vào là tôi không có nhận cô này làm nữa. Nhưng mà chắc là duyên số làm sao ấy. Mấy lần sau thì là hôm đấy là không có thợ. Thì phải chịu thôi. Phải chịu cô làm. Cuối cùng là phải nói chuyện tử tế với nhau. Đàng hoàng xong rồi dần dần là có tình cảm dần thôi. Sau rồi tôi cứ gọi cô làm để ủng hộ cho cô ấy. Nhận là con nuôi xong rồi dần dần mới thân dần lên. Chứ không phải là dễ dàng với cô đâu. Đến lúc nào thì cảm thấy xuyến xắn với tình cảm của bố nuôi? Nói chung là rất là nhiều lần anh này là rủ đi chơi, uống cà phê hoặc là đi phòng trà. Nhưng mà tại vì em cái hoàn cảnh mình mới vừa ly hôn chồng chỉ một năm thôi. Mà mình đang vướng bọn con nữa cho nên là em không đi. Nhưng mà anh này rất là thật tâm luôn. Nói chung là hầu như là tuần nào anh cũng qua bên tiệm để... Chứ mà em không đi gặp anh bên ngoài thì anh sẽ vào tiệm gặp em. Tầm 7-8 tháng là em cảm động được cái tình cảm của anh này dành cho em. Nhưng mà nói thật đấy là em không hy vọng lắm. Bởi vì em lớn tuổi rồi. Em đang là xưng hô bố con như vậy. Thì mình cũng kiểu như là chân tình và cũng là đùa cho nó vui thôi. Đến lúc mà tiếp xúc nhiều rồi là em đã bắt đầu là mở lòng, là lúc 7-8 tháng là em đã biết là anh này anh thích mình thì tốt nhất là mình nên nắm lấy cái cơ hội của mình. Em quyết định là em sẽ đi chơi và sẽ tìm hiểu anh sâu hơn về hoàn cảnh của anh thật sự như thế nào. Thế là nghiêm túc với anh và suy nghĩ về anh và đi chơi nhiều với anh đúng không? Bố dẫn đi chơi khắp nơi đúng không? Bố đi đâu? Bố dắt đi đâu? Bố ơi mình đi đâu thế? Em đồng ý đi chơi á, là hôm đó em đi là không phải là em gài kèo gì nhưng mà thật sự là em kiểu như một mình đi em rất là nhát, em không dám. Cái em rủ cả tiệm á, mấy anh chị ở trong tiệm đi chung với em chơi, lại đi karaoke xong rồi là đi tăng hai là đi phòng trà. Là em vẫn đi với mọi người. Đi em... vậy mỗi lần bà dẫn đi như vậy là bố lo hết tất cả. Thì bố phải lo rồi. Thì bố phải lo. Tăng 1, tăng 2 luôn ấy. Cái thời điểm đó lúc bây giờ cũng muốn là nhốt chim vào lòng rồi. Cho nên là phải cố. Khi mà tôi đưa đi chơi nhiều ấy thì tôi đưa vào phòng trà chơi.
Thì cô này lúc bây giờ mới thấy tôi vào đào nhiều mà mình cứ ôm mình nhảy á, chắc là cô này nghĩ rằng phải nhanh chóng đây, không thì sợ mất cơ hội. Đấy, thấy cơ hội. Vậy tình nhiều quá. Thế em đây sao? Thấy 10 điểm không? Nói chung là chắc được 9.5. 9.5 được thôi. Nói chung là hai người là hòa hợp đúng không? Hòa hợp. Tới cô, giờ cô này là... thì cô cũng nói thật nó. Sao bữa đó là cái như đổi cách xưng hô luôn đúng không? Thay đổi cách xưng hô. Ừ. Thì là anh em. Thì tôi cũng nói rõ, tôi bảo bây giờ không ai muốn đổ vỡ được gì cả. Bản thân anh đổ vỡ gia đình và em cũng đổ vỡ gia đình. Thì mình nên trân trọng những cái gì mình đang có. Mình nghiêm túc, mình tìm hiểu. Mình cứ sống thử với nhau 2 năm. Nhưng mà phải chân thành với nhau. Nếu mà sau này hợp duyên, hợp số, tiếp tục ở với nhau, có con, có cái, đăng ký kết hôn đàng hoàng. Còn nếu mà không hợp duyên, hợp số mà thậm chí ở với nhau cảm thấy nó vướng mắc quá mà không hợp, thì mình chia tay nhau đi chăng nữa thì mình cũng không được hờn trách nhau. Thì hai đứa chúng tôi là nghiêm túc ở với nhau đúng 2 năm theo quy định với nhau như vậy thì chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Thì vui vẻ đúng không? Khi đúng mà rồi. Về ở với anh thì thấy anh này là người như thế nào? Chắc anh vui tính có nhiều tật xấu không? Anh này thì đặc biệt là có cái tật xấu lớn nhất, đó là cái tật xấu đánh giấm, là nói theo tiếng đàn. cứ can em ngủ là đánh đó chị ơi. Ôi trời ơi, anh đánh xong là anh cứ cái mền là đánh cho mình nghe đấy, sợ mình không nghe, sợ mình ngủ ngon. Trời ơi, hạnh phúc lắm luôn á, giống như là này có thật thà một lắm. Lần như thế là được, giống như là đường chỉ vàng vậy đó, hạnh phúc lắm. Rồi còn cái tật gì nữa không nè? Chỉ nói chung là tại vì anh này lớn tuổi rồi cho nên là vì tật xấu thì không có nhiều. Anh này tính là ảnh rất là vô toàn luôn á, trong gia đình là anh này kỹ tính quá, tại vì lớn tuổi cho nên là kỹ tính hay vô toàn về vấn đề bếp núc gia đình đó. Anh này nhiều lúc em đã dọn cố sạch lắm rồi, anh này vẫn cứ lôi ra cái này chưa sạch nè em, cái này chưa sạch nè em. Rồi em thì không thích ủi đồ thì anh này cứ búa thích mẹ ủi đồ. Em nói là thôi thì lâu lâu mình ủi một lần được rồi, cái ngày nào mình cũng ủi thì làm sao mà em làm hết việc được. Anh này rất là chu toàn, giống như là muốn mọi thứ trong nhà là phải thêm một cái nề nếp. Rồi con vợ em sao em? À cô này nếu mà nói về tật xấu thì nói chung là xấu tai, xấu hại, xấu kinh dị luôn ấy. Cô này có mấy cái tật xấu mà đến tôi còn sợ. Cái thứ nhất là nói một đằng, nói A thì làm B. Đấy là cái tật, đấy là nói một đằng, làm một nẻo. Nấu nướng thì như thế nào? À đúng rồi. Nấu là nướng thì một người là miền Trung, một người miền đúng Bắc. Đúng rồi. Hai vợ chồng là tôi là người Bắc, cô là người miền Trung. Nói cái chung khẩu vị á. Cô ấy không phải là không biết nấu, cô nấu cũng được lắm, nhưng mà vì được khẩu vị ẩm thực của mỗi vùng miền nó khác nhau. Cho nên là mỗi một lần khéo bày ra mâm cơm, hai vợ chồng em phải bày hai khẩu phần khác nhau để cho. Vậy đó hả? Là em nấu hay anh nấu? À, có lúc em nấu nhưng mà cũng có lúc anh nấu. Tại vì cái vùng miền nó khác cho nên là là nấu hai cái món khác nhau. Dạ. Tôi lắm hôm tôi nâng niu từng tí mà tôi nấu món đặc sản của tôi để cho chiều cô ấy, cho cô ấy ăn. Ăn xong cô ấy nhắn tin với người nhà, cô ấy ui dồi anh nấu như thổ á. Tập cái món gì vậy em? Cái món thịt đông ấy. Trời ơi, cái món nó ngon thế, ngon cực luôn kỳ ấy. Luôn cái tật lười như này. À cái tật mà đoảng ảo thì cái tật này đặc biệt, đấy là cái tật đoảng nó như vậy. Đoảng, đó à. Đúng rồi. Bây giờ vậy, trong những cái thói hư tật xấu vợ là em có muốn vợ em thay đổi điều gì không? Muốn thay đổi thì nó là vợ là chồng với nhau thì nó là phải có cả duyên, có cả nợ thì mới sống được với nhau được. Thì thôi cũng không cần phải thay đổi làm gì cả. Cứ để cho sống được sao, biết được sao, yêu thương sống có ích là được rồi. Còn em sao, em có muốn chồng thay đổi cái gì không? Không, anh này thì hình như là không có tật xấu luôn. Chỉ cái mỗi là đánh đấm là nên lừa vợ một tí, lúc mà vợ khó ngủ thì để cho vợ ngủ. Lại là công việc là anh nên làm vừa thôi, tại vì lớn tuổi rồi, nói chung là nếu như mà làm nhiều quá thì ảnh hưởng sức khỏe. Thì em chỉ mong anh là thay đổi một tí đó thôi để sức khỏe mình nó ổn định hơn. Vợ mong muốn vậy là vợ yêu chồng dữ lắm đó nha. Nhưng mà hỏi thiệt em nè, bây giờ em có muốn hai em có một đứa con chung với nhau không? Có chứ. Đó là lý do đến đây. Vậy hả? Em năn nỉ mãi mới chịu tham gia. Đúng không? Nhưng mà lý do tham gia là vì muốn gặp ông mụ. Để ông mụ chúc anh bé. Thôi thì bây giờ chỉ mong cho ngày lành tháng tốt mà xuất hiện một thiên thần đáng yêu nữa mà thôi ha. Hôm nay xin chúc cho hai vợ chồng, nhất anh Hưng, hai vợ chồng luôn luôn vui vẻ thuận hòa, yêu thương nhau trọn vẹn, và một vài tháng nữa bác sĩ sẽ báo có tin vui, và qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một thiên thần nghe, một bé gái tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Cảm ơn chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Phúc, em sinh năm 92, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng của một công ty bất động sản. Em ở quận mấy Phúc? Dạ hiện tại hai vợ chồng em đang ở Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh. Dạ. Rồi mời cô dâu với nụ cười tươi trẻ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thịnh và quý vị xem đài. Em là Bích Hằng. Năm nay em hơn chồng em 1 tuổi. Là em đang là quản lý của một ngân hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quản lý ngân hàng hả? Dạ đúng rồi. Wow. Mấy tuần liên tục hình như là cặp nào cũng có chồng hoặc vợ làm ngân hàng hết chị. Đúng rồi. Hay hết chị ha. Wow. Bây giờ rất muốn biết là hai vợ chồng em
coi như là trước đây là quen nhau như thế nào, rồi lần đầu tiên gặp gỡ nhau rồi có ấn tượng gì về nhau nào, chia sẻ cho anh nghe đi. Dạ, chắc cái này để em chia sẻ trước. Mời Phúc. Dạ, thì hai vợ chồng em thì quen nhau, cái duyên đó là do ban đầu hai chồng cùng vào làm ở một chi nhánh của ngân hàng. Thì vợ em là vào trước em 6 tháng, thì sau đó thì em mới vào làm. Rồi ban đầu thì chỉ là va chạm về công việc thôi, do em là kiểu nhân viên mới. Thì em thì làm ở phòng giao dịch, còn vợ em thì làm ở chi nhánh. Nên là mấy đợt mà mình đi bên em thì cái quy trình tụi em làm thì mình sẽ luân chuyển hồ sơ lên cho chi nhánh. Thì mấy lần luân chuyển thì em hay thiếu những cái phiếu, gọi bên em gọi là phiếu luân chuyển, thì hay qua xin chị này. Tại vì chị này mà đầu tiên tụi em ấn tượng nhất là chị này thì rất là vui vẻ, hòa đồng với nhiệt tình. Nên là... nhìn cái mặt là biết rồi. Dạ, nhân viên mới nên là mình cũng thấy ai sai lỗi thì mình nhờ trước. Mà nhờ nhiều quá thì bị chê, bị trách. Nhưng mà xin chị có chê không? Ai sợ lỗi hả thì là mình nhờ. Dạ. Nhưng mà lợi dụng cái việc đó nhờ hoài cái là bây giờ bị mất điểm với chị. Dạ. Đúng không em? Chính xác luôn á. Nhưng mà lúc đó thì sao? Xưng hô bằng chị em hả? À, hồi đó là vào là còn gọi là chị. Và tại vì nhân viên vào sau mà, vào sau người ta 6 tháng. Dạ. Thì vô mà người ta lại làm ở trên gọi là chi nhánh, là nếu mà nói về vai vế đó là cái người ta hơn bạn này. Nhưng mà lúc đó biết tuổi chưa? Dạ biết rồi ạ. Dạ. Cũng một phần là lớn tuổi hơn mình nữa. Đúng không? Rồi sao nè, không ưa rồi sao lại có sự kết nối lâu dài? Thực ra thì ấn tượng ban đầu của em với bạn này thì bạn cũng còn mới vào mà thấy nhiệt tình thì mình cũng quý. Nhưng mà mình kiểu hoài á, cứ xin hoài một cái một tờ thôi. Có nghĩa là thấy là bạn cũng không có nhớ á. Cho nên là mấy lần sau thì mình bị quạo. Rồi quạo thì thấy ảnh lụi đi xin người khác. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, với cái ngoại hình của Phúc như vậy á, thì ban đầu nhìn Phúc em có cảm tình với bạn ấy không? Dạ thật sự ban đầu là em không có cảm tình, tại vì ngày xưa ảnh gầy á, ảnh gầy lắm, ảnh có hình như có hơn 45 kg thôi. Trời ơi, cao gầy mà 45 kg là nhìn giống như que củi á. Đặc như là cái tâm xỉa răng đó. Em định nói ốm hả? À, rồi nhưng mà còn Phúc thì sao? À, về cái ngoại hình của cô ấy lúc đó như thế nào? Nếu mà ấn tượng ban đầu thì em chỉ ấn tượng là tính tình vui vẻ, còn về ngoại hình hồi đó là gọi là em hơi chê. Tại vì đó là vợ em cũng ốm nên là ấn tượng ban đầu mà nó hơi thô tí, là nó sâu người giống như bị suy dinh dưỡng vậy đó. Lại thêm nữa là vợ em là có bệnh mãn tính là bệnh vẩy nến á, nên là thời gian mà đi làm thường là hay tay chân rồi nó sẽ bị nổi những cái, nên nhìn nó hơi lượm thượm. Rồi chân cẳng thì một phần là do hơi hậu đậu nên chân cẳng lúc nào cũng té, rồi va chạm nên si cà que lúc nào cũng đi ngắt. Trời ơi vậy đó hả? Dạ. Lúc em bao nhiêu ký? À hồi đó là em khoảng 30 kg á. Trời ơi luôn chê lịch. Ba mấy ký bên chơi người ta 4 mấy ký. Trời đất ơi, hai cái tâm xỉa răng gặp nhau đó. Cái này cái tâm tre, còn cái tâm trúc à. Ủa nó nghe nè, mấy lần mà coi như té lên té xuống, có lần nào em đỡ chị ấy không? Dạ không, ý là mấy đợt té tại vợ em hồi trước là tụi em đều làm ở kinh doanh, nên là hay đi kiểu đi ra ngoài gặp khách hàng rồi kiểu gấp gáp á, thì vợ em mình đã có mấy đợt là bị té xe, bà té kiểu ngoài đường. Rồi bà tự đi, rồi bà tự si cà que bà đi vô. Dạ. Thì mất điểm trong mắt anh này. Bà vừa ốm á mà bà lại si cà que nữa. Có 33 kg hả? Rồi bà lại nhìn người ta với ánh mắt không thiện cảm nữa. Ủa chị cho ngộ ta, hai đứa bạn ấy không có thiện cảm với nhau ban đầu thì sao mà lại có người yêu thì đương sao ta? Chắc có lẽ là cùng chung một loài tâm, đúng không? Cho nên là sẽ đến với nhau mà thôi. Đồng cảm với nhau về sự gầy gò đó. Hôm hem. Rồi giờ sao mà có cảm tình rồi? Ai... Từ lúc nào hai đứa ai cua ai nè? Dạ thực ra thì đầu tiên là không thích thật, nhưng mà tự nhiên trong một cái lần mà mình họp trong phòng ban với nhau thì lại thấy bạn này bạn kiểu như là một người mới, mà cái cách bạn nói chuyện á tự nhiên không biết sao, giữa có rất là nhiều nam nha, tại vì ở hồi thời điểm đó thì chi nhánh em nữ ít, nam rất là nhiều, từ phòng dịch cho đến chi nhánh là nam rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên cái cách mà bạn nói chuyện nè, bạn báo cáo hay bạn trình bày một cái vấn đề gì, mình cảm thấy giống như là đằng sau bạn có một cái hào quang gì đó. Ừ. Mình là để ý sự uyên bác, đúng không? Ôi. Một cái sự mà cuốn hút khi mà anh diễn giải năng lượng, đúng không? Đúng không? Dạ cái đó thì do vợ em cảm nhận chứ em cũng không biết. Nhưng mà có biết cái chuyện là cái lúc mình nói là vợ thấy hào quang không? Tại vì cũng một phần là tính của em, khi mà những cái vấn đề gì trước khi em nói thì em sẽ có suy nghĩ trước, nên thường em sẽ nói các vấn đề nó khá là suôn sẻ, suôn sẻ. Thì có thể là vợ em sẽ cảm nhận được cái lúc đó. Nhưng mà cảm nhận vậy là vợ cua chồng hay chồng cua vợ đó? Dạ cái này thì nói về tán thì em là người tán vợ em, nhưng mà cua thì vợ em cua em. Tại sao em không có cảm tình với vợ mà em lại cua vợ? Dạ không phải là vợ em cua em, nhưng mà vợ cua chồng là... rồi chồng tán vợ. Dạ thì bởi vì em tán qua tán lại, cua qua cua lại. Ví dụ như vậy nè,
nó có một cái điểm, ví dụ như vợ nhìn thấy chồng cái lúc mà present, lúc mà trình bày đó thì thấy ô lại có một cái gì, cái hào quang nó tỏa ra, một người đàn ông năng lượng. Vậy thì cái điểm nào ở vợ mà em lại thích và em lại tán vợ? Em chỉ thích vợ em ở một điểm là vợ em nhìn một người rất là năng lượng và tích cực. Ngay cả bây giờ người ngoài mà nhìn vào vợ em cũng thấy là, tại vì vợ em bản chất hiện tại là vợ em vẫn làm sale, sale của mảng ngân hàng. Mà sợ lợi đúng không? Dạ, đúng rồi. Tươi nên là ở mảng sale mà mình là người mới và mình nhìn những người đó và giai đoạn đó là vợ em cũng là một người bán hàng khá là xuất sắc ở chi nhánh, nên là mình càng ngưỡng mộ nữa. Còn ấn tượng ban đầu thì tụi em gọi là ấn tượng cũng gọi là không quá tốt về nhau, nhưng cũng không đến thôi là xấu. Bây giờ nè, bây giờ cổ cua em sao? Dạ ban đầu thì nhắn tin thường xuyên, rồi mới đầu là em cũng hơi nghi nghi rồi, và mình cũng từ chối khéo tại vì lúc đó tụi em mới ra trường nên cũng chưa có xác định là sẽ quen nữa. Với thêm là tâm lý chắc kiểu của con trai hay là đàn ông là kiểu phải thành đạt thì mình mới nghĩ đi sao. Dạ nhắn tin mới đầu thì cũng hỏi thăm sơ sơ thôi, rồi sau đó thì cũng nói những câu tình cảm, rồi có khi nhắn tin mà tới 11-12 giờ, có khi tới 3-4 giờ khuya luôn, mà mình đã nói khéo là giờ em thì hiện tại cũng chưa em muốn yêu quá chị ơi, với lại dạ không em có nhắn gì không? Dạ em cũng không nói đến nói là trực diện, nhưng mà cũng nói khéo là bây giờ thứ nhất là mình không xác định là không yêu ai và không thích ai, nên là cùng với thứ hai là cũng trễ quá rồi thì mình đi ngủ đi, mà cứ nhất quyết là nhắn qua. Mình thì lại sợ lỡ là trời, giờ mình còn đang nhờ vả mà ta ở chi nhánh ta vô trước mình, mà mình nói thẳng thừng quá nhiều khi sau này lên nhờ không được. Đúng rồi. Rồi có nghĩa là đêm đó chắc nói chuyện tới sáng luôn á, đúng không? Dạ nói chuyện tới 4 giờ sáng rồi. Hồi sáng có đi làm không? Dạ, đi làm đi làm. Rồi sao em lúc mà em bị như vậy, em có cảm giác là bạn này bạn đương muốn từ chối khéo mình không? Dạ biết. Có tâm trạng em biết. Em sao? Tại vì thực ra là em cũng tính là kiểu là tán chơi bạn này thôi. Tại vì thấy mình thấy tự nhiên mình thấy có một cái ấn tượng thì mình tán chơi thôi. Vì cũng có một cái chuyện buồn trong giai đoạn đó, mình nghĩ là thôi mình phải có một cái nguồn năng lượng mới, thì mình thấy bạn này nó hợp với cái nguồn năng lượng cho mình thì mình tán. Nhưng mà mình cứ nhắn tin cho bạn thì bạn cũng kiểu nói chuyện chị em khéo khéo thôi. Rồi đỉnh điểm một là cái chỗ mà 3 giờ sáng nhắn tin thì bạn từ chối khéo một cái, là giống như em kiểu em rất quý chị nhưng mà em chỉ nhắn tin và muốn làm việc trong công việc thôi. Còn em chưa nghĩ gì về sự xa hơn. Ồ, đó em, câu đó là mình thấy mình quê lần một rồi. Xong rồi tới lần hai là có một lần kiểu hai chị em tính là thôi hẹn nhau đi coi phim. Thì em hẹn nhau đi coi phim 4 giờ chiều đi coi phim. Thì mình kiểu hồi đó cái vẻ ngoài của em không có như bây giờ. Hồi đó thì em bây giờ là em hết 85% bệnh rồi. Hồi đó một cái sự chăm chút của một người phụ nữ trong giai đoạn đó là cực kỳ quan trọng với em. Em dành cả 2 tiếng đồng hồ với một người kinh doanh như em, một người không coi trọng vẻ ngoài nhiều, mà em 2 tiếng đồng hồ em chăm chút. Thì tới 4 giờ chiều em gọi điện thoại là không hề liên lạc được. Cho tới 7-8 giờ tối thì cho leo cây. Dạ đúng rồi, sau này thì em mới biết là bạn đi nhậu mà bạn kiểu bạn uống không nhiều á, nên là bạn bị xỉn mà bạn ngủ quên á. Có nghĩa là một lần thứ hai đó nữa xong là coi như ok rồi. Đó là quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi. Cho nên là mình không có tiếp tục nữa. Thì bạn lại quay xe ngược lại. Tức là đó rồi bây giờ là bạn tán em sao? Em kể đi. Đến lúc mà bạn tán sau khi mà em phát hiện ra như vậy thì em là một người cực kỳ kiên trì. Có nghĩa là có một vấn đề gì em kiên trì lắm, nhưng mà khi em đã quyết định rồi thì em một phát rất là thẳng thắn, rất là rõ ràng. Rồi bạn nhưng mà bạn ấy lại quay ngược lại thì bạn bắt đầu nhắn tin nhiều hơn rồi. Có người giống như là đã gieo thương nhớ và thường xuyên rồi, tự nhiên một ngày đó mình không nhắn tin nữa. Cái mình không có liên lạc nhiều nữa thì bắt đầu lại thấy nhớ rồi lại nhắn tin lại. Nhưng mà anh hỏi này, tại sao cái nguyên nhân nào mà em lại có suy nghĩ và em quay lại em cô chị? Cái đó thì đến bây giờ thì em cũng cảm thấy nó hơi khó nói và mình cũng không biết là, tại vì giai đoạn đó giống như là cũng mấy tháng trời là vợ em là cứ thường xuyên, là giống như là ngày nào cũng nhắn tin và ngày nào cũng rủ nhau đi ăn đi chơi. Rồi sau đó tự nhiên bẵng đi một thời gian là tự nhiên là không thấy tâm hơi gì đâu. Cái tự nhiên mình cảm thấy sao nó hơi khác lạ. Thì ban đầu là mình cũng xuất phát là em cảm thấy em có lỗi, tại vì mình cũng hẹn với người ta. Rồi sau đó là cũng bắt đầu xin lỗi rồi hẹn đi ăn lại, nhưng mà cứ từ chối cũng 1-2 lần á. Rồi về sau thì có một lần đi thì bắt đầu mới nói chuyện với nhau. Tại ban đầu là vợ em cũng không biết là do bữa đó em xỉn. Tại vì em cứ nghĩ là chắc thằng bé này nó không thông thích mình nên nó cố tình cho mình leo cây. Dạ. Nên là về sau thì bắt đầu giải tỏa được cái đó. Dạ, sau hai đứa quyết định yêu nhau. Đúng không? Sau khi mà em cua lại quyết định yêu nhau. Dạ, cũng rồi bao giờ thì em phát hiện là vợ em bị bệnh vẩy nến? Dạ, bệnh vẩy nến là từ lúc tụi em vào. Lúc đi làm là thấy rồi đúng không? Là em đã biết rồi và em không care gì cái chuyện đó cả. Tức là hồi đó là có bao giờ có lấn cấn cái chuyện là tại bà bị cái bệnh đó mà mình ngại mình không quen bà không? Dạ không. Tại vì cũng một phần là gia đình của em thì từ nhỏ là gia đình của em thuộc dạng là khó khăn, nên là những cái mà thí dụ là kỳ thị hay là gì thì em đã trải qua rồi, nên là ban đầu em cảm thấy với vợ em là em có sự đồng cảm nhiều hơn. Nên là chưa có bao giờ mà em cảm thấy mình quá khe về vấn đề đó. Mình ngại cái đó đúng không? Dạ. Ừ, vậy là quá tốt. Thế còn em thì là em có ngại hay có mặc cảm vì khi mà bây giờ mình quen, lúc đó mình mới tìm hiểu ảnh rồi mình lại mắc phải cái bệnh đó. Thì thường cái bệnh đó thì anh nghĩ là cần phải thoa thuốc ngừa ban đêm thì phải hơi nóng và phải cạo cái lớp vảy, đúng không?
Em chia sẻ chút xíu về cái thời gian đó. À, em thật ra là lúc đầu em cũng bị á, chứ không phải có là bản thân bạn cũng có chứ không phải không có đâu. Bạn cũng có những cái ngại đó, chồng em cũng có những cái ngại á, tại vì mặc dù mình không có gia đình nhưng mà những người xung quanh á, đặc biệt là gia đình cũng hiểu thôi, vì họ đằng sau anh ấy còn là cả một gia đình của anh nữa. Thời điểm đó tụi em chưa có về nhà nhau. Và trước khi mà tới với anh thì mình cũng có quen, nói chung em cũng có quen nhiều người, thì cơ bản là mình hiểu được, và mình phụ nữ mà, mình không có vẻ ngoài, không cần đẹp, nhưng mà cái vẻ ngoài của mình thời điểm đó nó quá, có nghĩa là nó hiện rõ lên luôn. Có nghĩa là cái móng tay của em nó chỉ còn một nửa móng thôi, chân cũng vậy. Và nhìn bên ngoài là chỉ có cái khuôn mặt thôi. Cái khuôn mặt thôi. Tại vì nó sẽ bị lan vẫy ra cả. Nếu mà biết cái này. Nên là nói không có cả, không có mặc cảm hay không thể nào có. Có em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực ra là bây giờ là tất cả mọi thứ mình đã vượt qua hết rồi. Dạ. Bây giờ nhìn cô gái quá là xinh xắn. Đâu đưa tay anh coi coi. Đâu hết rồi. Mấy cái móng tay nó đẹp hết sức luôn chị. Hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em dạ, đúng chữa rồi. Hết rồi đúng không? À, em đang hết được 90% bệnh rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà từ khi nào mà em chữa? Dạ, sau khi lấy anh này. Ồ, thì à, là chồng dắt đi chữa hay là sao? À, cái bệnh này của em thì bây giờ là đã có một cái phương pháp chữa bệnh mới. Nó sẽ hơi tốn kém một tí, nhưng mà em chia sẻ đi, nhiều em có những bạn khán giả ta xem phương pháp là tiêm thuốc sinh học của bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có nghĩa là cái bệnh này thì thực ra trước đây thì nó không có. Và cái bệnh này nó khá tốn kém vì nó sẽ phải tiêm suốt đời và tiêm liên tục mỗi tháng một lần. Dạ, thời điểm mà em bắt đầu tiêm là từ tháng 7 năm 2021. Là bệnh viện Da Liễu Sài Gòn mình đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đó thì thật ra nhưng mà tốn kém là như thế nào em có thể chia sẻ? Chi phí để mà bỏ ra thì khoảng gần 10 triệu một tháng. À, gần 10 triệu một tháng rồi. Nhưng bây giờ là em hết 90% rồi. Dạ đúng rồi. Và tức là sau khi mình hết 100% thì mình vẫn phải tiêm. Dạ đúng rồi. Tiêm suốt đời đúng không? Dạ. Đó, như vậy thì hoàn toàn căn bệnh này có thể chữa được nha mọi người. Cái chi phí chắc là 10 triệu nhưng mà sau này chắc cái giá thành sẽ giảm lại chị. Yên càng tâm. Ngày sẽ càng giảm xuống đó. Cho nên là mọi người cứ yên tâm. Về cái căn bệnh này đã không có thuốc trị rồi ạ. À, đến khi nào thì mới thay đổi cái xưng hô Hà Phúc? Kể cho anh nghe hay... đi cái đoạn đó. Nếu mà hai đứa chính thức mà gọi là quen nhau thì cách tại vì thường tụi em xác mốc định cái mốc thời điểm thì khoảng là ngày 5 tháng 3 của 2015 là bắt đầu hai đứa chính thức là bạn này có ấn tượng với em. Rồi sau đó là cũng qua nhiều cái lần mà giống như tụi em vừa kể thì tới tháng 5 là tụi em bắt đầu chính thức là quen. Nhưng mà ban đầu thì em vẫn, tại vì thứ nhất là em bạn này lớn tuổi hơn nên là ban đầu tụi em chỉ xưng tên thôi. Rồi sau từ từ vài tháng sau rồi bạn này bắt đầu ra yêu cầu bây giờ là nếu không xưng anh em thì thôi không quen. Đó thì từ từ tụi em bắt đầu mới thay đổi. Như vậy là tụi em quen bao nhiêu lâu và kết hôn được bao lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn thì tới bây giờ là được hơn 4 năm, gần 5 năm. Thì cũng nhân kỷ niệm là tụi em gần 5 năm kết hôn thì mới đăng ký tham gia chương trình. Còn quen thì trước đó tụi em quen 2 năm rồi bắt đầu mới. Có nghĩa là được gần 7 năm đó. Dạ. Gần 5 năm, 7 năm. Và bây giờ là chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Ủa sao chị biết hay vậy? Hả? Tại vì thấy còn son quá, hiểu không? Hay quá. Đôi mắt này có thể nhìn vợ không? Người ta biết người ta son hay không son quá. À? Đó cho nên là thấy là có vẻ như là tại vì á, lâu lâu á bạn vợ nhìn Bin với lại bạn chồng nhìn ông mụ của tôi với một ánh mắt mà giống như là trời hay quá. Một cái sự mà gọi là anh ơi em rất cần anh. Trời hay quá. Anh ơi em rất cần anh lúc này đó. Trời nói giống như đi guốc cho bụng ta. Giống như là mình đi vào trong sâu thẳm của đôi mắt người ta vậy đó. Quá hay đúng nhưng không? Mà hai vợ chồng có muốn có con không? Dạ tụi em cũng đang lên kế hoạch cho cuối chương trình nha. Cuối chương trình là một cặp cho tôi. Đang ngứa mồm ngứa miệng quá. Một cặp cho tôi nha. Hai tuần rồi. Sanh một lần một cặp luôn. Cho nó khỏe. Hiểu không? Rồi. Bây giờ quay ngược lại là các bạn đã có thời gian là 2 năm yêu nhau. Vậy thì trong khoảng thời gian đó cho đến lúc mà các bạn lấy nhau thì cái tình yêu của các bạn nó có những cái va vấp, có những cái rủi ro, có những cái trầy trật gì không? Có nghĩa là có gây lộn không đó, lúc yêu nhau là có gây lộn rồi, chia tay chia chân không á, rồi chặt chân chặt tay rồi chúng nó giận hờn đồ ném đồ chọi đồ rồi này kia nọ đó. Không có drama nhiều thì đó là ú à là quá nhiều luôn đó. Dạ rất là nhiều, có những cặp chia tay 1001 lần trời ơi nhiều lắm. Dạ. Cả ba chồng lẫn ba vợ, mẹ chồng mẹ vợ đều nói thôi tụi mày bỏ nhau cho rồi đi cho đỡ mệt đó. Xong cuối cùng nó huề thuận là cái mẹ chồng hỏi ủa bộ hai đứa đóng kịch drama hả? Đâu có, hai đứa bay đóng phim Hàn Hoàng Quốc hả? Đó rồi sao hai chồng chia tay nhiều không? Nhiều lắm anh. Ý là tụi em chia tay nhiều lắm mà tới nỗi mà đồng nghiệp trong cơ quan á, thậm chí là hồi đó là có sếp cũ của em á là và nói là hai đứa bay mà cưới nhau á là ăn đi một tháng lương. Có nghĩa là cứ đưa một cuộc chơi đi chơi nào hay có gì đó là không có cái chuyện mà hai vợ chồng này mà nó cãi nhau kiểu nó
nó thiếu làm sao á. Nhưng mà vì lý do gì cãi nhau về là những cái điều nó cực kỳ cơ bản, ví dụ nhiều khi ghen tuông rồi hoặc là anh này thì ảnh nhiều khi bề ngoài nhìn vô người ta nhìn thấy hơi vô tâm á. Nên là em cũng thấy là hơi vô tâm hồi xưa thì em nghĩ là hơi vô tâm, có nghĩa là ghen nhau về những chuyện đó. Có nghĩa là giống như mình muốn cái điều này mà ảnh cứ không có nói, không có thể hiện ra ngoài. Có cái chuyện nào đại diện vui kể nghe chơi? Dạ thì chuyện thì nhiều lắm, tại vì hồi đó một phần là tụi em thấy là hơi khắc khẩu với nhau á, nên vợ em gần như là mỗi ngày tụi em đều giận nhau, nhưng mà chủ yếu là giận thì nó cũng mau lành, có nghĩa là giận thì xíu nói chuyện, giống như mình bận làm á mà vợ em nhắn tin không trả lời, cái bắt đầu nhắn tin em thấy anh vô tâm quá. Mà có những đợt giống như vợ em là đang stress công việc hay gì đó thì mình cũng không để ý, thì mình đi cuốn theo việc mình làm. Rồi thêm nữa là vợ em phải nói là hơi quá ghen. Ghen đúng không? Dạ. Đúng rồi. Mà cô kia cổ không chịu nhận cổ ghen nha cô. Đó là em cảnh báo anh. Cô định không xài chữ ghen cô nha. Cô vợ tuần trước. Rồi dạ. Sao? Rồi thường thì mỗi lần mà giận nhau vậy đó, ai là người chủ động làm lành? Nếu mà quen giận nhau thì tính của em thì thường là nếu mà mình cũng hay xin lỗi trước. Nhưng mà em chỉ xin lỗi vậy, giống như là em sẽ xin lỗi mà kiểu tới lần thứ hai, thứ ba thôi. Thì mình cố tình làm lành thôi, mà còn lẫy nữa thì em sẽ bơ luôn. Nhưng bơ luôn thì người này sẽ cảm thấy thiếu, có bắt đầu lại dãy nảy khóc rồi làm trò làm chi để tạo chú ý. Thì xong rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi về. Nói chung là tụi em giận nhau thì rất là nhiều, nhưng mà là rất là mau làm lành. Cái lần mà giận nhau dài nhất là được mấy ngày? Nếu mà giận nhau ngày nhất thì chắc khoảng chỉ có chưa đến một tuần. Còn hai đứa là quen nhau 2 năm. Vậy thì ai là người tỏ tình và ai là người đề cập cái chuyện đám cưới? Đám cưới là em. Em là người đề cập đến chuyện đám cưới ạ. Em đề cập cái ổng ừ liền không hay là ổng còn suy nghĩ? Cũng lâu rồi nên hai vợ chồng không nhớ, nhưng mà em thấy nó rất là nhanh. Rất là nhanh và em cũng có một cái kế hoạch trước trong cái việc, tại vì mình làm hay có kế hoạch nên là thực ra trong hôn nhân em cũng có một cái kế hoạch. Tại sao em đề cập? Lo lắng về tuổi tác đâu, kế hoạch làm sao? Ví dụ như thực ra là em với anh này đến với nhau là từ những cái sự hiểu lầm á. Có nghĩa là người ta thì hiểu lầm thì người ta chia tay nhau, còn hai vợ chồng là hiểu nhầm nhau mới tới với nhau. Cụ thể luôn là ví dụ như cái lần mà hai đứa chuẩn bị ý định là chuẩn bị tới đám cưới đám hỏi á, thì có đi ở ngoài. Ở ngoài thì mình có đâu nghĩ là ổng chê mình xấu đâu, mà mình nghĩ ủa sao tự nhiên đàn ông với phụ nữ mà ở trong một cái phòng chỉ có hai trai đơn gái chiếc thôi mà không làm gì hết. Người đó rất là chính trực. Mình thấy họ chính trực. Em đúng rồi, em thấy ổng chính trực. Còn ổng thì ổng nghĩ là ổng dẫn em về quê á. Về quê ổng á thì thực ra là gia đình hai bên thì cũng không khá giả gì. Em về quê thì ổng nghĩ là trước giờ theo như mẹ chồng em nói là chưa bao giờ dẫn phụ nữ nào về nhà. Thì dẫn em về thì nhiều khi ảnh nghĩ là vợ mà phụ nữ thì sẽ hơi để ý vẻ ngoài này nọ. Nhưng mà em cứ lao vô em nấu ăn rồi mình bắt cá mà mình kiểu ở quê ở miền Tây nữa. Em vô nó bình thường, ở này nghĩ là không, cô này cô không để ý gì hết trơn. Thực ra không phải, em hoạt động đoàn hội phong trào nên mấy cái đó thấy bình thường. Hai vợ chồng từ những cái bình thường nghĩ như vậy, hiểu không? Xong rồi tới với nhau sau này bắt đầu mới nói ra mới biết không phải vậy. Ủa nãy có kể cái gì không? Không, để chị hỏi này, chị tò mò quá. Cái này sao tò mò? Có nghĩa là sao vậy? Sao có hai đứa trong phòng mà em làm gì đó đó? Đó tôi cũng định hỏi gì luôn á. Định hỏi gì đó để cho vợ em hiểu lầm em là người chính trực. Ở chung phòng là ở đâu? Là ở dưới nhà của em đúng không? Dạ không, đi chơi là ở chung phòng đó, hình như là tụi em đi chương trình của cơ quan hay sao á, là nên hai đứa ở chung phòng về trễ quá nên là phòng trọ của em thì vẫn về khuya được, chỉ có phòng trọ của vợ em là không về, không về khuya sau 10 giờ được. Nên là vợ em nói là chắc để thuê khách sạn ở, mà thuê khách sạn thì có một mình thì mình cũng sợ, nên là mình mới nói thôi để ở cùng. Thì đó, thuê thì kêu thuê 2 phòng thì bà này bà lại không chịu. Sợ ma. Dạ, sợ ma rồi sợ cái gì nữa, đêm rồi ai vô về, nói không sao đâu, kiểu bắt ở chung. Rồi ở chung thì ngủ trên ngủ dưới, nhưng mà xong thì cũng không, nói chung là đêm đó cũng ngủ xong bình thường. Lý do tại sao? Dạ thì vợ em nói đó. Chị đang hỏi em lý do tại sao em lại không làm ăn gì để vợ em hiểu lầm em là người chính trực. Đâu có, ý của vợ em là đó, em chê vợ em nói sao bà này xấu quá nên là đừng có nên dây vào thôi. Dạ. Là em nghĩ vậy hả? Không, ổng nói á, xong rồi ổng khai ra với em á, ổng nói là thật ra là hồi đó tôi thấy bà, nói chung là quen thì quen nhưng mà tôi cũng chưa có ý định kiểu là chốt chặn cuối cùng nên là tôi phải giữ. Sợ đúng không? Giữ tôi cái sự trong trắng của tôi. Nhưng mà trong mà với em thì em suy nghĩ ông này ông chính trực quá. Thì đó, chính mở trực treo miệng mèo mà mèo không ăn. Đúng rồi, đó. Tức là vì những cái hiểu lầm nho nhỏ đó mà họ đến với nhau đó em. Đó. Nhưng mà rõ ràng là bởi nhờ như vậy mà họ mới hạnh phúc. Mà tại sao hạnh phúc là nhờ lựa chọn? Chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Có nghĩa là tụi em tự chọn những cái mà tụi em tưởng như là sự hiểu lầm nho nhỏ như vậy á, nhưng mà đó là do em chọn. Sau này mình mới biết đó là hiểu lầm thôi, đúng không? Nhưng mà thành ra tất cả những chọn lựa đó đều mang lại sự hạnh phúc cho mình, đúng không? Đúng không? Đó. Nhưng mà sau đó thì em đề cập cái chuyện cưới, ổng không có đồng ý liền. Vậy thì em bằng cái cách nào mà em thuyết phục ổng? Thực ra là em cũng biết là một phần là từ cái chỗ bệnh của mình á. Thời điểm đó của em nó cũng hơi nặng, tại thường 1 năm thì bệnh của em nó sẽ trở nặng vào một cái chu kỳ. Thường là chu kỳ vào mùa đông á,
mùa đông là sẽ chu kỳ nặng. Dạ thì em có đề cập, em nói là mình cũng thật ra em cũng lúc đó cũng lớn tuổi rồi nên là mong muốn là mình cũng phải an cư để lạc nghiệp kiểu vậy. Thì tuy nhiên đó là do dự cho nên em lập một cái kế hoạch là tại vì em thấy anh này là người đàn ông của gia đình mà. Cho nên là người ta sẽ thích kiểu một người phụ nữ mà mang lại cho họ một cái cảm giác gia đình đó. Cho nên là nguyên tháng trước đó là ngày nào em cũng mang cơm đi làm hết rồi sẽ nấu ăn cho ảnh. Sau khi cưới xong thì hết rồi. Một năm được nấu được vài bữa còn là anh nấu hết. Đúng không? Có nghĩa là cuối cùng giờ quay xe lại với em đúng không? Có nghĩa là em ngày nào cũng tỏ ra mình là một người nội trợ, một người phụ nữ hoàn hảo đúng không? Dạ. Nấu cơm cho anh ăn đó, còn này kia nọ cho em bị một thói quen đúng không? Dạ. Rồi sau một tháng đó là đề nghị cưới là vô liền. Với lại thêm một cái nữa là chồng em á thì cũng hơi lo ngại một xíu là thời điểm đó thì cũng không phải ai cũng ủng hộ vợ chồng em. Cũng nghĩ là em kiểu em hoạt động nhiều, em cao, có nghĩa là em thường xuyên cao bay xa chạy gì nhiều, đi nhiều thì cái sự mà dành vun vén cho gia đình nó không có. Nên là đúng rồi, nên là họ cũng bàn ra với cũng có vài người bàn ra với chồng của em. Nhưng mà Phúc vì những cái lời bàn ra đó mà Phúc có bao giờ Phúc bị chao đảo Phúc bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó mà chao đảo không? Của em thì lại không, tại vì đúng như vậy em nói, tại vợ em thì là người hướng ngoại, lại hay hoạt động đoàn hội nên sẽ đi rất là nhiều và giao thiệp cũng khá là nhiều. Thì đó ở làm ở phòng em thì gọi là các anh chị đồng nghiệp thì cũng có biết vợ em nên là mọi người cũng góp ý là lưu ý, tại vì đó tính của em lúc mới vào ngân hàng thì em khá là hiền và lành tính nên là mọi người cũng góp ý, nhưng mà mọi người cũng nói rồi truyền tay nhau thì em cũng có kể cho vợ em, nhưng mà em nói là nghe thì biết vậy thôi, thì quan trọng là mình đánh giá về nhau. Còn nếu mà chính xác vì lý do kết hôn thì nó không phải em đẹp như vợ em kể đâu, tại vì một phần là vợ em có lên kế hoạch, với một phần là vợ em có sự tự ti về ngoại hình đó, nên là đợt đó hình như em nhớ không lầm là vợ em có đi coi bói thì có một người đó mới nói là em là em quen Phúc mà chỉ cưới được năm nay, còn năm nay mà Phúc không cưới em là vì sao nó không bao giờ nó cưới em đâu. Sống luôn nữa. Dạ, đúng rồi. Càng sợ. Trời ơi, đang sợ là bữa đó là một hai bắt cưới, bây giờ có cưới không, không cưới thì chia tay. Mà xong rồi tụi em nói là để anh suy nghĩ, không chịu là về khóc lóc. Rồi tối đó là hai vợ chồng hai đứa là chạy xe khắp thành phố luôn, tại vì bà này quýnh quên lên mấy lòng mà giận nhau hay gì là hay đập đồ nữa. Rồi chạy xe rồi đòi tự tử ghê lắm, nhưng mà vì sao em biết là nó toàn là chiêu trò không mà. Trời ơi, có kế hoạch hết mà. Dạ trời ơi, có kế hoạch hết rồi bà chị, chiêu trò. Cái này là làm gọi là làm thêm một cái nghề tay trái là viết kịch bản được. Em có thể làm biên tập viết kịch bản được. Dạ ha. Hồi đó có á chị, tại vì hồi đó vợ em là làm phó chủ tịch hội sinh viên và hay dựng những cái tiết chương đó. Đúng rồi chị Một ơi, bởi vậy đó này ai bà nó nghe nè, nói chứ là mình trai tân mà đúng không Phúc? Dạ. Mình sợ chứ đúng không? Dạ. Đúng không, nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì mình hoàn toàn là người có lỗi. Dạ. Nên phải đồng ý thôi đúng không? Sao chị nhìn em dữ vậy? Chị liên tưởng. Dạ anh em đồng cảm với nha. Tự hồi lên trai tân chứ bộ tao không phải gái tân à. Không phải, nhưng mà con trai người ta yếu đuối hơn. Ở đâu ra ủa trai mình yếu đuối nhìn là sao trời? Yếu đuối rồi. Gì lạ lùng vậy trời? Đó, thì yếu đuối bởi vì mới đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi đó em bị dụ mà. Bị dụ. Đó. Vậy là có nghĩa là đám cưới tụi em là đứa nào tỏ tình đứa nào? Dạ. Tỏ tình vợ hay vợ tỏ tình em? Dạ cũng không có tỏ tình, chỉ có là vợ hỏi là có cưới không, không cưới thì chia tay, nên là hai đứa thôi chốt lại là cưới. Là bây giờ hiện giờ là em chưa có cái tỏ tình với vợ bao giờ đúng không? Dạ, đúng. Mà chưa có cầu hôn luôn nữa. Dạ. Thôi gì? Bây giờ tính sao đi, bây giờ cái chuyện không phải, là sao phải hỏi cưới nè. Rồi. Rồi cái vụ đám cưới rồi sao? Không có cầu hôn rồi. Thì rồi cưới, sao cưới có thôi. Lại cưới? Thì hai đứa chốt cưới thì sắp bầu thông báo với gia đình rồi. Em cưới thôi. Còn cái chuyện là còn cái mà mình đang hỏi là cái giống như trong chuyện, trong các drama đó, ví dụ làm vợ anh nhé, marry with me rồi, ví dụ là không có. Dạ, không. Rồi là không, không có hề, đúng không? Không hề. Dạ. Để chút nữa anh sẽ yêu cầu nha. Còn bây giờ mình yêu cầu cái khác đi. Bây giờ mình tới cái phần mà nó đặc sắc, đặc sệt nhất đặc của chương trình Vợ Chồng Son. Đặc sản của Vợ Chồng Son. Đó. Là 4 năm ở với nhau. Vậy thì có những cái gì mà mình 5 chưa... năm đó, 5 năm rồi. 5 năm ha. Chưa hài lòng ở người bạn đời của mình và cần nói ra để cho họ thay đổi không? Hay nôm na ta gọi là tật xấu đó. Đó. Vợ nói trước. À để em nói trước anh nha. Thứ nhất là chồng em hay càm ràm. Có nghĩa là mình đi làm về đã mệt rồi đúng không? Mà cứ vợ cần phải thế này, vợ cần phải thế kia rồi. Sao mà bạn không có nói vợ đâu, vợ chồng đâu, mà em hay với chồng em xưng là bà với tôi. Em mới kêu ý kiến là tại sao vợ chồng không có gọi với nhau anh em bà, mà cứ gọi bà tôi. Trời ơi, không, người ta gọi nhau vợ chồng anh em, còn tôi đưa lên tên nó chức bà rồi, là qua cao quá rồi. Thế là cứ ý kiến với em là này vợ thế này, vợ thế kia rồi. Nhiều khi mình đi làm về mệt lắm, mình chỉ muốn im lặng bớt để mình xong thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là hay thả bom. Thả bom. Đó là tốt bụng thôi, kệ nó. Đồng hồ báo thức của em á, buổi sáng sớm là hương vị. Không phải là cái điện thoại mà là cái tiếng thả bom. Có nghĩa là điện thoại có độ chuông và mất mấy giờ, nhưng mà thường là em sẽ không tỉnh. Nhưng mà cái tiếng thả bom nó to hơn rất nhiều so với cái đồng hồ. Tiếng thả bom và mùi hương.
Dạ, mùi hương thì em nghe cũng quen rồi, nhưng mà có điều là cái tiếng thả bom, cái tiếng động đó. Dạ đúng rồi. Và một cách thường xuyên, có nghĩa là sáng nào cũng đều hết. Sao em nghe vậy? Có đó đáng yêu thay cho đồng hồ báo thức. Dạ. Không, nó sẽ không đáng yêu khi mà ví dụ như vợ đang ngủ và chùm chăn lại. Có nghĩa là chùm chăn lại cho vợ thì cái đó là không có đáng yêu tí nào. Cố tình. Cái đó là khủng khiếp đúng không? Đó là sự khủng khiếp. Cái đó là thật xấu đó. Dạ. Và cái thứ ba là luôn đi ngược lại những điều vợ muốn. Ví dụ như mà em muốn cái A là thường anh này anh sẽ làm ngược lại. Và em có một cái câu chuyện vui đó là hồi đó hai vợ chồng có một lần giận nhau kinh khủng khiếp luôn á. Có nghĩa là em xếp đồ em bỏ đi. Em xếp đồ em đi, nhưng mà ý là mình chỉ tính như vậy thôi, chứ thực ra là mình lúc mà mở đóng cái cửa thì mình cũng cố gắng mình đập cái khóa thật là mạnh mạnh để ở trên lầu người ta nghe được. Thì lần một ảnh sẽ xuống ok xin lỗi vợ thế này kia rồi dỗ dành khóc lóc xong. Lần thứ hai em cũng y chang như vậy luôn, kịch bản hai thì ảnh ngủ luôn, ảnh ngủ luôn và em chờ ở ven sông cầu Trần Khánh Dư chờ tới 12:00 PM cho đến khi nào ổng cho em chừa cái tật đó thì bắt đầu sau này kể từ đó em không dám làm nữa. Hoặc là ví dụ như hồi xưa em nổi nóng thì em hay cứ liệm đồ đúng không, ok bây giờ liệm cái gì mà bể hoặc hư cái gì á là đi mua lại cái đó, làm sao em không dám nữa. Có nghĩa là sẽ đi ngược lại những điều mà vợ muốn. Nhưng mà cơ bản là xấu thì xấu với ổng thôi, chứ còn với em thì cũng cải thiện em được rất là nhiều. Ngược lại những điều vợ muốn đúng không? Có khi nào em đọc được một cái câu nào đó trên mạng á, nếu mà muốn làm điều gì đó thành công á, về nhà hỏi vợ, vợ nói một đường mình làm một nẻo thì sẽ thành công. Em có đọc câu đó trên mạng không? Dạ đọc thì có, nhưng mà về cái đó châm ngôn thì em chưa xem nó làm cái đó không, anh không biết có phải châm ngôn không nữa. Cái đó mà làm thử đi rồi á, tanh bành té bẹ hết chứ ở đó mà. Dạ, thì mình đúng không? Bởi vì anh bây giờ anh không nói. Ông bà cái ngôn. Câu đó là phải đối với cái câu mà đồng chồng đồng vợ tát biển đông cũng cạn của ông bà mình đó. Đúng không? Dạ. Rồi trong mấy cái đó thì em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ, cái chủ nhất là cái càm ràm. Bớt cái càm ràm đi. Đúng rồi, đúng rồi. Vợ phải thế này, vợ phải thế kia rồi này kia nọ. Nhưng mà chị biết sao không? Có nghĩa là tất cả mọi người bên ngoài khi mà nhìn vào vợ chồng em thì đều nghĩ là em giữ với chồng. Có nghĩa là em ăn hiếp và ổng về nhà ngoại là một cái khuôn mặt. Ôi em là con là bị dụ á, con là kia hết đấy. Nhưng mà mọi người đâu có hiểu được là trong mối quan hệ của vợ chồng chị em. Chị hiểu rồi, có một là một người viết kịch bản, còn một người là thể hiện kịch bản. Hiểu không đó, nhà hai chồng là đủ hết trơn trọi đó. Trời sao hay quá vậy, để bữa nào chắc đặt viết kịch bản. Rồi sao, bây giờ tới em đó. Với em thì gọi là để thay đổi thì cũng không đến nỗi là không, phải yêu cầu thay đổi, nhưng mà về tật xấu thì là nhiều. Đấy, rồi khui đi. Nếu mà xấu nhất thì em gọi là vợ em ghen. Gọi là cực kỳ ghen, tại một phần ghen là thứ nhất là về tính của vợ, thứ hai là về vợ xuất phát từ cái sự tự ti là do bệnh á, nên là từ giai đoạn quen cho tới lúc mà yêu nhau kết hôn thì vẫn là rất cực kỳ ghen. Ghen bền bỉ tới bây giờ luôn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nói chung là em nha, điện thoại là mỗi lần gặp nhau là đều mượn cớ lấy điện thoại, nói là em để em xem cái này em xem kia, do điện thoại em không có mạng hay điện thoại em hết pin nhá. Nhưng mà đầu tiên là sẽ vô kiểm tra tin nhắn trước hay gì đó là xem. Mà mình để ý là mấy lần mà ví dụ tin nhắn mới mà đến là có người xem thì gần như tin nhắn nó sẽ lên ở trang đầu là mình biết rồi. Là sẽ biết rồi. Về sau mình góp ý nhiều lần á thì nói là về sau không xem điện thoại nữa thì cũng không thấy xem nữa, nhưng mà đợi mình ngủ thì mới đầu mới lấy xem điện thoại. Rồi quá dễ sợ, cao tay lắm á. Có nghĩa tới giờ có lần nào mà ghen dữ dội không? Dạ có nhiều đợt ghen rất là dữ, giống như lúc mà tụi em mới quen á thì có một đợt hình như là có một bé là làm chung bạn bị tai nạn xe, thì bạn mới gọi điện cho mấy đồng nghiệp trong phòng để ra, thì đợt đó thì gọi mấy anh chị kia, thì mấy anh chị kia lại bận nên là em mới chạy ra hỏi thăm rồi bắt đưa về nhà. Rồi về sau thì mấy anh chị đồng nghiệp mới thấy vậy thì mới hay chọc là trời con bé đó đi với 1 phút đi đâu mà thấy đầu gối đỏ nghi quá. Bắt đầu bà này về cứ vậy là ghen, tại thêm người mấy anh chị đồng nghiệp mà biết cái tính ghen á nên là người ta lại càng chọc. Dặm nắm dặm muối vô đó. Dạ, người ta cứ thêm muối là nhiều câu chuyện lắm. Rồi đó có giai đoạn là em làm trợ lý giám đốc vùng á thì tính mình cũng hơi có sự đồng cảm, nên là đồng nghiệp mà nữ thì người ta là hay chia sẻ. Chỉ có một đợt là có chị làm về hành chính mà chỉ gọi chỉ tâm sự mà hình như là 45 phút, là bà này bà ngồi kế bên bà nghe, mà người ta là chị đó cũng lớn tuổi, là 40+ tuổi rồi, có con có chồng có con bình thường, mà chỉ người ta bức xúc rồi mình tâm sự thì mình chỉ nghe thôi, cũng không nói ghen. Gì dạ vẫn ghen, xong lên đùng đùng là đập đầu rồi tự tử rồi vậy á. Tại vì biết sao không, gọi điện đó mà lại gọi lúc 11-12 giờ đêm tâm sự mà thường xuyên liên tục luôn, 11-12 giờ đêm tâm sự, và thực ra là nếu như mà mình 1-2 lần thì ok không nói, nhưng rất là nhiều lần và gọi 11-12 giờ đêm tâm sự và với tâm sự với rất nhiều người, thì em nghĩ là cái này là một cái bình thường với một người phụ nữ. Ví dụ như là nếu mà bình thường ngày thường không sao đấy, cứ 11-12 giờ đêm cứ khuya tới cái giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ để tâm chia sẻ thì lại đi tâm sự với người khác. Đúng rồi, bây giờ còn không hợp lý, cái đó là hợp lý. Mà bây giờ còn tâm sự. Dạ bây giờ thì ý là tụi em cũng tiết chế, nhưng mà lâu
lâu lâu thì cũng có những nghĩa là vẫn còn lai rai đúng không? Dạ cũng có, nhưng mà lâu lâu gọi là thôi. Nói chung là kiện vợ em ghen nhiều lắm chứ, không, như là dạ. Mình nhắn tin qua lại thôi. Cái đó là hợp lý, không có chia sẻ đồng cảm kiểu đó được. Trời đất ơi, đi làm suốt một ngày, cái giờ bắt đầu từ cái tầm 10:30 đổ đi đến về sáng, là cái giờ đó là giờ vợ và chồng dành cho nhau trên mọi phương diện. Bây giờ tôi biết tại sao chú chưa có con rồi đó. À, cái giờ sự. Đó là cái giờ đẹp, giờ vàng mà chú đi chú tâm sự, chú sẻ chia cái tinh hoa đầu óc của chú cho người khác. Thì hỏi làm sao vợ chú có kết quả được, chú trả lời đi. Thôi khắc phục, bỏ luôn đi. Dạ, về sau thì cũng tâm sự buổi trưa đi. Thay vì 11 giờ tối bây giờ mình chuyển qua tâm sự buổi trưa đi. Nhưng mà cũng không được, có nghĩa là vợ em mà biết là em nói chuyện với ai, về là kiểm tra điện thoại mà thấy trên đó là có cuộc gọi với ai mà dài quá, mà thí dụ 2-3 phút thì còn đỡ, mà 5-10 phút khỏi là công việc gì đâu mà trao đổi nhiều quá. Hay là đồng nghiệp hay em đi gặp đối tác hay nói chuyện hẹn đi ăn, hỏi nam hay nữ, nữ hả? Nữ thì kêu tôi đi theo, không thôi kêu thêm đứa nào đi thì mới được nha, không thôi thì ở nhà. Vậy vậy giờ giải quyết làm sao chứ, lại để chuyện ghen này hoài. Nói tiếp đi, còn ghen còn tật xấu nhiều tật khác nữa. Tật xấu thứ hai là nó sẽ liên quan với cái tính càm ràm của em, là vợ em nó hơi bừa bộn. Trời, về phụ nữ mà giống như đi làm là về giống như xỉa răng hay rái tay hay là chải tóc là cứ quan tâm xỉa răng khắp nhà trên bàn, hay là về thay đồ là vắt dắt đầy cầu thang vậy đó. Vậy là không được, vậy là không được, không được. Làm Phúc là người đi thu dọn. Dạ tụi em đi thu dọn, nhưng mà thu dọn thì em sẽ càm ràm nói là sao làm gì cứ đụng đâu bỏ đó rồi bừa bộn. Rồi có giai đoạn là em phải dùng biện pháp mạnh là thôi giờ mình đánh vào thu nhập. Là em mua một con heo. Em nói là bây giờ mỗi lần mà tôi bắt vi phạm đó là nộp cho tôi 50.000 bỏ vào ống heo. Cuối năm khui ra để lấy tiền đó, thí dụ mình đi làm từ thiện hay là mua sắm gì đó. Xong rồi vợ em đầu tiên cũng nói tự tin ok em sẽ khắc phục, không bao giờ lấy được tiền đâu. Xong có giai đoạn là bắt được một lỗi kiểu đóng 50.000 thì không đóng. Xong rồi ngồi mỉa mai là làm kiểu làm thiếu uy tín nữa. Xong rồi bực mình đóng luôn 500.000 cho con heo. Dạ, đúng rồi, quá em tưởng quá để được bừa bộn bộn 10 lần. Dạ đúng rồi, để được bừa bộn giống như đã cái tính á. Nhưng mà qua bữa sau là mỗi ống heo ra 500.000 lúc nào không hay. Dạ. Bóc ra luôn. Dạ nó bóc ra luôn. Trời ơi dễ sợ quá. Bây giờ nhà đã mà. Dạ. Nhà đã heo của bà mà bà muốn moi giờ nào bà moi. Bảo giờ còn bề bộn không? Dạ vẫn còn, tại một tuần sau là con heo đó mất rồi. Dạ em không biết con heo đó giờ nằm đâu luôn. Chắc nó đi vô lò heo rồi. Dạ. Ủa rồi còn gì nữa không? Ủa nhưng mà vậy thì tiền bạc là sao, ai giữ? Rồi tính toán chi li thì sao? Nhắc cái vụ tiền bạc nữa, đó là một cái điều kiện lúc hai vợ chồng lấy nhau á. Có nghĩa là hai vợ chồng lấy nhau thì thường là mấy chị hoặc là gia đình em nói là thường là vợ sẽ là người giữ tiền. Nhưng mà tại em thì em cũng hay đi hướng ngoại bên ngoài, cho nên là khi mà lấy nhau thì em đầu tiên em đề nghị là vợ sẽ là người giữ. Nhưng mà anh ấy thì anh nói là bây giờ tiền của ai thì người đó giữ, tại vì anh cũng quen trong gia đình là anh chủ tự chủ á, với làm ngân hàng quen. Dạ, rồi đúng rồi. Dạ. Hai vợ chồng làm cũng quen rồi thì ban đầu là, nhưng mà em cũng có nghe mấy anh chị hoặc là những người đi trước, những chị vợ đi trước cũng chia sẻ với em là không nên đâu em ơi, tại vì nếu mà quỹ đen nhiều á thì sẽ có những cái khoản dành cho những cái người khác mà mình không có biết. Trời đó, mình cũng phải đề phòng chứ. Nên là nhưng mà anh ấy rất là căng thẳng cho em. Sau đó là em đã chọn một biện pháp rất là đẹp, ok em sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh. À, bây giờ tiền vẫn anh giữ, em vẫn giữ, nhưng mà từ đó, từ ngày em cưới đến giờ thì tất cả những, không biết là có một cái gì đó, một vũ trụ gửi tín hiệu cho em hay sao á, em mặc định trong đầu là em không bao giờ trả tiền. Bên ngoài thì không nói nha, nhưng riêng đi với chồng em không bao giờ trả tiền, cho nên vũ trụ có gửi tín hiệu là ít khi mà em đi với chồng em mang theo bóp lắm. Hoặc là lúc nào cũng toàn chồng tiền. Phải trả, tức là em vẫn là xài lấn qua cái tiền của chồng đúng không? Có nghĩa là không đụng tiền của ai cả, nhưng mà bằng một cách nào đó thì cũng là về thì em thôi. Vẫn phải lấn qua. Mà tiền của em thì vẫn giữ nguyên, coi như không mẻ được, đúng không? Và chồng em mà rất vui vẻ với đó. Vui vẻ vô cái tiền đó để làm cái gì nè? Theo em là cái tiền của em giữ lại được, quan niệm của em sẽ làm gì? À, thực tế thì em đang dùng cho khoản đầu tư. Dạ, đầu tư chung của hai vợ chồng thôi. Chứ cũng không có gì, không có kỳ gì cả. Nhưng mà có điều là nếu mà để cho chồng thì mình cũng thấy sợ là nhiều khi tứ đổ tường hay cái gì đó. Nhưng mà tới bây giờ thì em hoàn toàn yên tâm không? Dạ em vẫn hoàn toàn yên tâm, nhưng mà có điều là giống kiểu là tính mình hay quên hay sao á, nên là đi ăn thì em cũng ít khi mang tiền theo. Rồi bây giờ Phúc mong muốn vợ thay đổi gì? Nếu mà thay đổi thì em chỉ muốn là vợ em chăm chút thêm, tại vì do vợ em có giai đoạn là bệnh á, nên là vì bệnh nên là đâm ra kiểu hơi xề xò bề ngoài, nên là bây giờ thì có nó bệnh cũng đỡ hơn rồi, nên là chăm chút thêm. Với vợ em bây giờ cũng đi làm, đi giao thiệp nhiều á, thì mình nên cải thiện đó. Còn những cái kia chữ là những cái tính xấu thì trong em nghĩ là con người thì ai cũng có, nhưng mà nhiều mình chấp nhận đó thì mình, cái đó là cái lựa chọn của mình mà mình cảm thấy nó hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình, thì em nghĩ nó vẫn ok. Có nghĩa là em chỉ muốn vợ em á là bây giờ phải vượt qua cái mặc cảm, cái tự ti về căn bệnh của mình, đúng không? Và bây giờ em đã bớt đi tất cả điều đó chưa? Dạ em đã 90% đó. Dạ, bây giờ em chị nghĩ là em nên có một cái chia sẻ gì với khán giả. Dạ. Nhất là những người nào á mà có căn bệnh tương tự như mình á,
để các bạn có thể có được cái tự tin giống như em bây giờ? Dạ, thật sự là để có thể có mặt trước ống kính ngày hôm nay thì em là phải trải qua một cái hành trình rất là khó khăn. Tại vì em bị từ năm lớp 2 cho đến bây giờ. Dạ, thì tự tử nè, rồi nhiều những cái yếu tố gọi là tiêu cực. Tiêu cực. Nhưng mà bên cạnh đó thì em rất là may mắn khi em có ba mẹ, có gia đình, chồng, gia đình của em, những người đồng nghiệp, những người bạn đồng hành với em từ nhỏ lớn. Và em nói là có nghĩa là nói chung là em có luôn có một cái câu slogan cho mình là không có gì là không thể cả. Vì khi em nói chung là mình phải tin tưởng một điều rằng là mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này nó sẽ đến nếu như mình tin điều đó. Còn nếu mà mình thực ra là mỗi một con người sẽ có một cái góc nhìn quan góc khách quan khác nhau, mình cứ nghĩ nó tiêu cực thì mọi thứ trong cuộc sống mình nó chưa ra đánh trận là mình đã thua rồi. Còn với em là em chỉ muốn truyền tải cái năng thông điệp này cho mọi người là em là một minh chứng cho cái việc là mình đã có những cái sự thay đổi tích cực trong bệnh tật và từ trong cái suy nghĩ của mình. Để có được những như thế này thì người ta phải trải qua rất nhiều cái sự chông gai. Thì không phải ai là cứ thành công như bây giờ là để có được cái điều đó đâu. Nên là mong muốn là các bạn phải cố gắng tích cực lên. Mình chỉ có là vẻ bề ngoài nó không được đẹp thôi, nhưng đã có giải pháp rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người là đang phải chống chọi với những cái căn bệnh mà rất là khó và hiện tại chưa chữa được, như tim rồi các kiểu nữa. Nên là mình phải cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc sống này rất nhiều. Và cũng giống như em cũng chia sẻ luôn là thật sự là em rất cảm ơn chồng em và gia đình chồng. Hiện tại bây giờ là anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh ấy đã lựa chọn em. Và cái quan trọng nhất là chúng em đến với nhau và cùng, đúng là cùng thời điểm, đúng là thời điểm. Và anh ấy có thể là chọn một người phụ nữ có thể dịu dàng, biết chăm lo gia đình hơn, nhưng anh ấy lại chọn em. Vì anh ấy và hai vợ chồng luôn luôn cố gắng. Những lúc em bị trùng chân thì anh sẽ cố lên vợ ơi. Rồi anh ấy trùng chân thì em sẽ đúc. Có nghĩa là mình phải cùng nhau đi đứng một cái. Cho nên là hãy cố gắng và tìm ra sự lựa chọn cho chính mình. Nó hay phù hợp. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Có nghĩa là cái câu chia sẻ này của vợ thôi đó là tối nay là có bầu đó. Thôi rồi. Là tại vì chồng cảm thấy là chưa vợ được. Đã gọi là vượt lên được những cái mà chồng cứ cho là vợ vẫn còn đang bị mặc cảm, vẫn còn đang bị tự ti. Thì bây giờ chị chỉ khuyên em như vậy nè, để mà chứng minh cái sự gọi là cái tự tin của em á nhiều hơn nữa đối với chồng á, thì cái cường độ ghen của em bớt lại. Tại em biết sao không? Thực sự vợ chồng ai cũng vậy hết trơn á. Sống với nhau một quãng đời mấy chục năm thì nó sẽ qua nhiều những cái giai đoạn, rất nhiều những cái giai đoạn của cái lứa tuổi cũng như là của cái đồ thị hình sin của tình yêu á. Thì lúc không bao giờ có một cặp nào mà có thể mà bỏ hẳn được cái giai đoạn ghen tuông hết. Lúc nào cũng sẽ là, và bây giờ em đang ở giai đoạn đó. Lý do là thứ nhất tụi em mới được lấy nhau được có 5 năm. Thứ hai là tụi em còn son, tụi em chưa có con. Thứ ba là có một số yếu tố mà để tạo nên cái sự ghen tuông của vợ em. Đó là đầu tiên là vì vợ em, như em đã cảm nhận là vợ em mặc cảm, là vợ em bị bệnh, gọi là một cái căn bệnh mà nói chung là phụ nữ người ta không có thích. Không thích cái bệnh đó bởi vì rất khó làm đẹp, đúng không? Cái thứ hai nữa lại là một cái sự mà chan hòa và ân cần quá mức của em đối với mọi người xung quanh, nhất là những bạn đồng nghiệp nữ, hoặc những chị, hoặc những em đồng nghiệp nữ. Cho nên á, ông bà mình nói á, không có khói thì sao có lửa, không có lửa sao có khói. Ý là như vậy. Thành ra bây giờ á, em muốn vợ em bớt đi cái ghen tuông đó thì em cũng sẽ bớt đi những cái ân cần quá mức cho phép của một người đàn ông đã có vợ. Nếu em chưa có vợ, em muốn làm gì em làm. Nhưng khi đã có vợ rồi thì nhớ giùm chị, vợ em hiền á, chứ chị á là 10:30 đổ đi đấy ha. Mà ổng không quan tâm tới mình mà ổng cứ lo chuyện thiên hạ đâu 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 là chị mệt mỏi lắm, là chị không có để yên vậy đâu. Đúng không? Chính vì vậy mà chị có ba đứa con đó. Em hiểu chưa? Đó, như hồi nãy vợ em cũng có chia sẻ đó, tại sao em lại không lựa chọn những cô gái khác khỏe mạnh hơn, tốt hơn, mà sao lại là lựa chọn vợ em để mà đi đến hạnh phúc ngày hôm nay. Thì trong để cho vợ hết ghen thì mình cũng phải lựa chọn. Lựa chọn thời điểm và lựa chọn những người mà chúng ta cần phải có một cái sự trao đổi với nhau phù hợp với thời gian. Thấy không? Rồi bây giờ trước khi hồi nãy chị nói là sao? Tối nay có bầu liền á? Chưa đâu. Phải em còn chút. Một chữa luôn. Ủa chưa trước luôn khi hả? Chút phải có cái điều này nè, nó mới linh nữa. Đâu cái gì? Đó là gì? Các em đến với nhau cho đến lúc mà các em cưới nhau cũng chưa có một cái sự tỏ tình. Một câu và tỏ tình. Cũng chưa có một cái lời cầu hôn. Vậy thì trước khi anh bắt đầu anh khai mỏ, anh chúc các em có em bé thì anh muốn em, mình là đàn ông mà, đúng chưa? Anh muốn em có một cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình thì nói thẳng luôn đi đó. lời tỏ tình tỏ đáng tình yêu đi và cầu hôn với vợ em, lời tỏ tình đáng yêu đó. Được không? Cái này thì em cũng chưa có sự chuẩn bị cho lắm nên là không sao cả, không có gì nó qua sự tự nhiên hết. Em nói bằng cả trái tim,
em cả trái tim của em với vợ em. Thực ra nó không phải là câu tỏ tình đâu, nó chỉ là những cái lời yêu thương nhất mà em muốn dành cho vợ. Đúng rồi. Và muốn lời nhắn nhủ nhất về hạnh phúc tương lai của tụi em từ đây cho đến hết cuộc đời. Những gì em suy nghĩ trong lòng muốn nói với giống vợ. Những cái câu ha, nắm tay nhau thật chặt, siết tay nhau thật lớn. Hai chị em mình sẽ làm cái này đến 4 thập kỷ. Đó, à, nhưng mà đó là hai chị em mình, còn bây giờ là em đó Phúc. À, đứng lên đi. Hai chồng đứng lên. Hai chồng đứng lên. Trời ơi, cái sàn vợ chồng son nó linh lắm á nha. Dạ. Tỏ tình xong rồi ông mụ khai mỏ cái là dính bầu liền. Ừ, ớn thiệt. Chắc lắm đó. Thật ra thì anh sẽ không nói những cái lời mật ngọt với vợ, tại vì tính anh thì anh sẽ không thích hợp nói những cái điều đó. Nhưng mà chắc sống với nhau thì vợ cũng hiểu là anh rất là thương vợ, nên là vợ cứ thoải mái tự tin về những điều đó. Tại vì khi mà anh đã quyết định chọn ai, tại vì trong quá trình quen nhau thì mình đã có nhiều thử thách rồi, và khi mình đã lựa chọn thì mình sẽ tôn trọng cái lựa chọn đó, và mình đây là lựa chọn mà mình đã lựa chọn thì mình phải tôn trọng và theo nó đến cùng. Nên một vợ cứ tin tưởng cho anh. Ôm hôn cái coi, ôm nhau đi, ôm hôn cái coi nè. Ồ trời ơi. Rồi, bây giờ bốc thăm nè. Chưa, tao bảo không có tôi chút hả? Lộn, xin lỗi. Tại biết sao, tôi nghĩ tới cái cước nhỏ nồi, cước chùi nồi. Tôi nghĩ tới cái cước chùi nồi. Chút xíu nữa ha, ông này cũng chút xong ha. Mà hai đứa bốc thăm ha, mà chúng cái cước chùi nồi là dính luôn, là năm sau là... Một là cước chùi nồi, hai là chúng sửa lớp. À, chính xác. Hạnh phúc là lựa chọn ha. Dạ. Mà bây giờ mình lựa chọn chương trình vợ chồng son mà uống sữa lớp nữa, chắc chắn đêm nay có em bé. Rồi. Ừ. Coi như hai món quà. Thôi bây giờ hôm nay nhân dịp các em đến với chương trình vợ chồng son ha, anh chúc cho hai vợ chồng Phúc nha sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, nắm tay nhau ha. Dạ. Đi đến với nhau, đi đến cùng nhau đến cuối cuộc đời này nha. Dù khó khăn, dù có như thế nào đi nữa, lúc nào cũng có đôi với nhau ha. Và chúc cho hai em qua năm sau nha. Bác sĩ báo tin vui, và cuối năm sẽ xuất hiện một thành viên mới trong gia đình của các em. Nếu được một cặp luôn, được không? Một cặp nghe. Đó, một cặp tuyệt vời, đầy đủ, khỏe mạnh, thông minh, sáng suốt sẽ đến với gia đình em. Đúng rồi. Rồi, bây giờ